Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với buổi truyền hình trực tiếp của Nông Dân TV chúng tôi. Tham dự chương trình này ngồi giữa là chị gương mặt rất là quen thuộc là chị Nguyễn Thị Tâm. Ngồi cạnh chị Tâm bên tay trái tôi là chị Nguyễn Miền, còn tôi là Bình. Vâng, xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Xin thể bà con. Bình như là do chị kính. Kính ở ngoài bàn. Vâng, xin kính chào toàn thể bà con. Hôm nay là ngày 19 tháng 6 năm 2019. Thì đoàn chúng tôi là chiều nay có một cái buổi gặp đặc biệt với tham tán chính trị của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Vâng, và để có được cái buổi gặp mặt hôm nay đối với một vị quan chức của Đại sứ quán Mỹ thì là do cái công lao to lớn của anh Lê Trung Khoa. Anh Lê Trung Khoa thời báo .d ở tại Đức ạ. Đó là do những cái nỗ lực cố gắng của anh Khoa cho nên là đã tạo ra được cái buổi gặp hôm nay thì rất là tuyệt vời. Vâng, và lần đầu tiên để trước khi vào chương trình thì tôi xin được thay mặt cho đoàn bà Dương Thị Khuê ở Dương Nội nói riêng và dân oan khắp của Việt Nam nói chung xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Lê Trung Khoa, một công dân Việt Nam nhưng mà hiện giờ là anh đang sinh sống ở tại Đức ạ. Vâng, anh Khoa đã nỗ lực cùng với cả bà con trong nước để truyền tải những cái oan khuất của bà con đến với cả thế giới, cũng như là tố cáo những cái hành động, những cái việc làm vô pháp của chính quyền Việt Nam đối với người dân ạ. Vâng, thì hôm nay để có được cái buổi gặp mặt hôm nay thì chúng tôi đã có một cái sự chuẩn bị đã gần nửa tháng nay rồi. Thực sự là rất là mệt mỏi bởi vì là tôi chưa bao giờ, từ ngày tôi bắt đầu bước xuống đường để đi đòi quyền lợi đến giờ thì chưa bao giờ tôi phải làm một cái khối lượng công việc nó quá tải như là trong vòng 2 tuần qua. Bởi vì là chưa bao giờ đi gặp những cái quan chức cao cấp như hôm nay. Lần đầu tiên là được gặp một vị quan chức quốc tế, mà tôi thì lại ở một cái vị thế là chỉ là một người nông dân thôi, cho nên thực sự ra là có phần là lo lắng. Nhưng mà đến bây giờ thì chúng tôi cũng đã thở phào nhẹ nhõm bởi vì cái buổi gặp này cuối cùng thì gặp Tây thấy rất thoải mái. Hôm nay là lần đầu tiên chị Tâm và chị Miền đi gặp bà Tây. Gặp Tây, lần đầu tiên đi gặp Tây. Đấy. Mà lại thấy là Tây thì thực ra họ rất là thoải mái mà làm việc thì rất là chân tình, cởi mở và khoa học chứ không có cái gì là mà người ta nhiệt là tình ghê gớm mà rất nhiệt tình. Vâng. Thưa bà con thì chiều nay là như cái lịch đầu tiên là anh Lê Trung Khoa hẹn tôi thì là 2 giờ chiều có mặt ở cạnh Đại sứ quán Mỹ. Thế nhưng mà đến lúc gần đến cái giờ đấy rồi thì anh lại báo rằng là 4 giờ chiều có mặt tại một quán cà phê ở trước mặt đối diện Đại sứ quán Đức ở Việt Nam ở Hà Nội ạ. Vâng, sở dĩ mà có cái việc mà họ phải thay đổi địa điểm như vậy và họ phải để đến tận lúc mà gần đến giờ gặp ý, họ mới công bố cái địa điểm và cái thời gian cụ thể ý, là vì họ biết rõ rằng một cái thực tế ở Việt Nam bao nhiêu năm qua là khi có những công dân Việt Nam mà lại còn là những nhân sĩ trí thức, những nhà giáo, những nhà báo, những luật sư, các nhà đấu tranh ở trong nhóm xã hội dân sự được đi để gặp các vị tham tán rồi là các tổ chức nhân quyền thì đã đều bị an ninh là ngăn cản và phá vỡ những cái cuộc gặp đấy, làm hỏng hết, cho nên là hôm nay là họ đã phải rất là bí mật khi mà đúng đến tận gần giờ gặp chúng tôi mới được biết cụ thể là địa điểm
và thời gian. Vâng. Và trong cái buổi làm việc hôm nay thì có hai đoàn, một đoàn của em Huệ Như và Nguyễn Trần Công, là đoàn đó là nói về những cái sai phạm về xoay quanh cái việc BOT bẩn ở Việt Nam. Và đoàn chúng tôi thì gồm có tôi và chị Thúy và chị Miền, là nói về cái việc mà cái tình trạng thu hồi đất, những cái bất cập trong thu hồi đất và những cái sai phạm trong giải quyết khiếu nại ở Việt Nam đã đẩy người dân từ cái chỗ đang là những cái người mà người ta có những cái quyền lợi hợp pháp mà bây giờ thành ra người ta bị cướp một cách oan ức bởi do chính tay nhà cầm quyền. Và tôi đã chuẩn bị rất nhiều là những cái bộ đơn bằng tiếng Anh, bởi vì đến anh Lê Trung Khoa cũng không biết là chính xác là cái số lượng người được gặp là bao nhiêu, cho nên là tôi đã chuẩn bị rất là nhiều những cái đơn bằng tiếng Anh và cả tiếng Việt nữa. Và hôm nay thì sau khi nghe chúng tôi trình bày là về cái việc sai phạm, trước tiên là thu hồi đất trái luật, thì cô Tây bây giờ cứ gọi ngắn gọn như thế, cô Tây cô ý, vâng, mọi người cứ chia sẻ giúp đi ạ, chia sẻ thoải mái đi, chia sẻ không cần phải hỏi ạ. Cô Tây cô ấy hỏi rằng là thế tức là cô ấy không hiểu về cái phương án bồi thường nó là cái gì, bởi vì là cô ấy chưa bao giờ cô ấy nghe thấy cái cụm từ như vậy. Thế thì chúng tôi phải giải thích là trong cái quy định giải phóng mặt bằng thì nó có một cái bước quan trọng đặc biệt, đó là phải gửi trả người dân cái phương án bồi thường cùng với cả cái quyết định phê duyệt phương án. Thì cái phương án bồi thường thì tôi đã phải làm lấy luôn mẫu ở cái quyển quyết định số 18 ra để tôi giải thích cho cô Tây hiểu là gì, là cái phương án bồi thường này này. Nếu như là trong những cái việc mà giao dịch mua bán thì nó gần như là một cái dạng hợp đồng mua bán giữa hai bên, nhưng ở đây nó là ba bên, là cả doanh nghiệp, nhà nước và người dân. Cái việc mà phải lập phương án bồi thường như thế này thì chính là để thực hiện cái khoản 3 điều 39 của luật đất đai 2003. Có nghĩa là chúng tôi là cái nhóm nông dân mà đòi thực hiện theo đúng khoản 3 điều 39 của luật đất đai 2003, nhưng đã bị chính quyền quận Hà Đông là cố tình không làm đúng và cưỡng chế trái luật đối với các hộ dân chúng tôi, gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của những người dân Dương Nội chúng tôi. Đó là hoa màu bị tàn phá, nhà cửa bị phá, chuồng trại bị phá, và đất thì bị cướp và giao cho người khác trái phép để bây giờ họ xây nhà trên đất của chúng tôi. Và cô Tây có hỏi rằng là thế trong cái thời gian mà chị đi khiếu nại về những cái vấn đề như này ở quận Hà Đông thì chị đã có những cái văn bản giải quyết của các cấp nào, thì tôi cũng trả lời cô ấy rằng là chúng tôi đã có những cái văn bản giải quyết khiếu nại của Ủy ban dân thành phố Hà Nội, mà cả của thanh tra chính phủ nữa, thì trong đó là công nhận chúng tôi khiếu nại đúng nhưng lại cũng công nhận quận Hà Đông là đúng. Có nghĩa là Ủy ban dân thành phố Hà Nội và thanh tra chính phủ đã cùng nhau vi phạm vào điều 45 của luật khiếu nại tố cáo năm 1998, đã sửa đổi năm 2005, và sau đó thì đến năm 2012 thì thanh tra chính phủ đã có cái văn bản giải quyết là cái kết luận số 1078 và đã tổng hợp vào cái văn bản số 1080 đối với đoàn bà Dương Thị Khuê đấy ạ. Và cái phần 2 của đoàn bà Dương Thị Khuê là nằm ở nội dung thứ 2 của cái văn bản số 1080 này. Mà khi mà chúng tôi đòi thực hiện cái văn bản số 1080 này từ mùng 4 tháng 5 2012 đấy ạ, mà đến nay đã là hơn 7 năm mà không được giải quyết. Và đối với những cái gì chúng tôi chưa nhất trí tại kết luận 1078 thì chúng tôi căn cứ vào điều 85. Căn cứ vào điều 85 của luật khiếu nại tố cáo cũ và căn cứ vào
cái đơn tiếng Việt cái tịch. Đây toàn cái văn bản cái đơn là tiếng Việt đầy đủ hết. Đây đây là để như tiếng Việt à. Cái bên gì đây, bên gì ở bên này tiếng Anh đây. À, vâng. Và đối với những cái mà chúng tôi không đồng ý với cả những gì mà thanh tra chính phủ kết luận sai thì chúng tôi đã căn cứ vào điều 85 của luật khiếu nại tố cáo cũ năm 1998 ấy ạ. Để chúng tôi gửi đơn đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bởi vì ở trong cái điều đó quy định là chức năng giám sát của Quốc hội là đối với toàn bộ hoạt động của nhà nước. Vậy mà chúng tôi đã gửi đơn trực tiếp đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội từ 16 tháng 7 2012 cùng với gửi đơn bằng đường bưu điện rất nhiều đợt, tốn rất nhiều tiền, đến gần 500 đại biểu Quốc hội khóa 13, 3 đợt, và còn gửi trực tiếp tại trụ sở tiếp dân của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nữa mà vẫn không được giải quyết. Thì xong đọc đến đoạn đấy, khi tôi nói đến đoạn đấy thì cô ấy có hỏi tôi rằng là vậy thì bây giờ chị muốn đề nghị giúp đỡ gì, để chị muốn Đại sứ quán Mỹ và các tổ chức bảo vệ nhân quyền ở trên thế giới là giúp đỡ gì cho các chị. Thì tôi cũng đã nói rõ rằng là bây giờ tôi xin là đề nghị được Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam cùng tất cả các tổ chức bảo vệ nhân quyền của quốc tế hãy can thiệp mạnh vào cái việc này, hãy gây sức ép đến chính phủ Việt Nam để buộc họ phải giải quyết khiếu nại trái luật. Không thể để cái tình trạng mà những người dân oan đi khiếu kiện đúng, đi khiếu nại đúng mà lại không được giải quyết. Có nghĩa là bây giờ hiện trạng ở Việt Nam là chính phủ, chính quyền lại đang chính là những kẻ đang vi phạm pháp luật trầm trọng nhất. Và nói đến đấy thì cô Tây đã hiểu và bảo rằng là thì ra là như vậy, từ lẽ đến giờ thì chị nói thì chúng tôi không hiểu, nhưng đến cái đoạn này thì có nghĩa là khi tôi đưa tất cả những cái giấy tờ ra, những cái văn bản ra để chứng minh cho cái việc sai phạm của chính quyền thì cô ấy đã hiểu rằng là ở Việt Nam bây giờ là chính quyền và chính phủ, có nghĩa là đấy là nói một cách chung chung, còn nếu nói ngắn gọn thì ở Việt Nam chính quan chức lại đang là những cái kẻ mà vi phạm pháp luật nhiều nhất, đúng không? Đúng rồi. Nha. Người dân đang cố gắng, người dân đang cố gắng sống và làm việc để theo hiến pháp và pháp luật, để đưa pháp luật vào cuộc sống. Nhưng chính những quan chức, chính những kẻ ăn lương của dân, ăn bằng tiền thuế của dân, họ đang ngồi đó để soạn thảo ra những cái văn bản luật như thế này, nhưng họ lại không hề áp dụng, họ không dùng. Vâng. Và cô ấy có hỏi tôi là thế trong cái quá trình chị đi khiếu nại, các chị đi khiếu nại thì chị có bị cản trở an ninh, cản trở gây sách nhiễu gì không? Thì tôi có nói rằng là tôi bị quá nhiều luôn. Tôi bị an ninh cản trở quyền tự do đi lại. Họ đã chặn cổng nhà tôi ngang nhiên. Như vậy là họ đã vi phạm vào điều 23 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Mà đến lúc chúng tôi yêu cầu rằng là phải thực hiện cái điều 23 hiến pháp để cho chúng tôi được tự do đi lại, nhưng mà an ninh Hà Đông, công an phường Dương Nội đã ngang nhiên chà đạp lên hiến pháp. Và tôi hôm nay thì trong cái buổi gặp hôm nay thì tôi cũng có nói rất là rõ cái tình trạng dân oan ở vỉa hè Ngô Thị Nhậm đối với tham tán Đại sứ quán Mỹ hôm nay ạ. Tôi có nhấn mạnh đến cái việc là trụ sở tiếp dân thì của nhà nước, trụ sở tiếp dân trung ương thì đóng cửa, không cho dân vào nhà chờ, nhưng mà để cho dân thì vạ vật ở vỉa hè, trời nắng nóng như thế này mà không có điện, không có nước. Đó chính là một cái hành vi mà vi phạm nhân quyền trầm trọng ạ. Và mong rằng là Đại sứ quán Mỹ cũng như tất cả các cái tổ chức quốc tế quan tâm đến cái tình hình nhân quyền ở Việt Nam thì hãy tạo cho chúng tôi nhiều các cái cuộc gặp như thế này để lắng nghe những cái ý kiến của dân oan, để làm sao mà gây sức ép lên chính phủ Việt Nam buộc họ phải đối xử với người dân của họ theo đúng quy định pháp luật. Và nói đến đấy thì cô Tây rất là cảm ơn và ghi chép và cũng nhận tài liệu của tôi. Và sau đó là còn những cái gì mà
chưa hiểu thì cô ấy đã cho tôi cái số điện thoại rồi là em mai đấy, để mai là còn cái gì tôi sẽ cung cấp tiếp. Thì trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ được đi, chúng tôi sẽ tiếp tục được đi gặp những quan chức của phái đoàn Liên minh châu Âu và một số những cái quan chức mà của những cái tổ chức bảo vệ nhân quyền ở Việt Nam. Vậy thì cũng mong là trong cái thời gian tới là chính phủ của Việt Nam, tất cả các quan chức từ trung ương đến địa phương là phải xem xét lại, đúng không? Phải xem xét lại cái tình trạng mà vi phạm pháp luật của chính bên phía quan chức ấy, đã dẫn đến cái việc là dân oan bây giờ người ta phải nằm vạ vật ở vỉa hè, nằm đầy đường như thế. Và tôi cũng nhân qua cái buổi live stream ngày hôm nay như một cái lời nhắn gửi đến quan chức quận Hà Đông, quan chức thành phố Hà Nội, quan chức của thanh tra chính phủ là rằng chúng tôi không đơn độc. Đến bây giờ thì chúng tôi lại càng không đơn độc. Và đứng bên cạnh chúng tôi bây giờ là rất nhiều những luật sư, nhà báo và thậm chí là các quan chức quốc tế đang đứng bên cạnh chúng tôi. Họ đang sát cánh với chúng tôi để gây sức ép đến chính phủ Việt Nam buộc phải xem xét lại những cái gì mà họ đã hành xử với những người dân của họ trong nhiều năm qua. Cho nên là, và cái thời buổi của công nghệ thông tin như vũ bão này, thời buổi của thế giới phẳng rồi, cho nên là bây giờ cái live stream của tôi ở đây thì sẽ được chia sẻ, được lan tỏa rất là rộng rãi. Và tôi chắc chắn rằng trong vòng những năm tới, những cái ngày tháng tới đây đấy, là không phải là chỉ riêng một mình đoàn chúng tôi, mà với sự giúp đỡ rất là nhiệt tình của anh Lê Trung Khoa thì chắc chắn là sẽ rất nhiều những cái gì mà còn đang mập mờ, đang bị bưng bít ở Việt Nam sẽ bị phơi dần ra, với cả tức là phải bị đưa cái ánh sáng văn minh của thế giới chiếu rọi vào, chứ không thể nào mà như từ trước đến giờ là nhà cầm quyền luôn bưng bít những cái sự thật, những cái thông tin mà người dân bị đàn áp hoặc là bị giải quyết khiếu nại trái luật, phải làm vạ vật như nào thì họ không bao giờ là đấy, không bao giờ là họ dám nói thật cả. Không bao giờ dám nói rằng là chính phủ Việt Nam, chính quyền Việt Nam đã tước quyền con người của người dân Việt Nam. Người dân Việt Nam chúng tôi đang là con người, nhưng người dân Việt Nam chúng tôi sống không bằng con chó, đúng là sống không bằng con chó đấy. Vâng. Bởi vì nếu là con người như thế, tại sao các ông các bà có quyền, có cửa cao nhà rộng, mà tại sao các bà lấy quyền gì để các bà cướp thẳng tay của chúng tôi để đẩy chúng tôi vào cái cảnh không còn quyền lợi. Oan ức không được nói. Oan ức không được nói. Đấy, bịt mồm, xong rồi chặn đường, chặn cổng để không cho đi. Thế thì đến hôm nay thì cô ấy cũng có hỏi tôi rằng là cái việc hôm nay đi gặp ấy là có bị khó dễ gì không, thì tôi cũng nói rõ rằng là tôi không, tức là hôm nay tôi không phải xuất phát đi từ nhà đâu, mà tôi đã phải đi đường vòng. Tức là tôi đã phải đi sang nhà khác để ở nhờ từ hôm qua, để hôm nay tôi đi cho nó chắc chắn. Bởi vì là tôi đã chứng kiến rất là nhiều luật sư Lê Công Định, rồi luật sư Hà Huy Sơn, rồi Trần Vũ Hải, khi mà có giấy mời của các tổ chức quốc tế là y như rằng là bị an ninh đến cấm cảng để phá nhãng, không cho họ đi tiếp xúc được với cả các quan chức quốc tế. Chỉ vì là sợ họ nói lên những cái sự thật rồi. Sợ, đúng sự không? Thật bị phơi bày. Họ sợ là chính nhất là sợ sự thật sợ bị phơi bày. Bị phơi bày. Đấy. Chính vì vậy cho nên là hôm nay là tôi không xuất phát từ nhà, mà tôi đã phải dạt nhà từ hôm qua. Cho nên là hôm nay thì là an toàn. Hôm nay là không có bọn lực lượng dọ móm. Mà hôm nay chắc là nó không thể nào nó đoán không được nổi ngờ, ra. Không ngờ được. Không hôm ngờ. Nay là bọn chúng không ngờ được. Có khi là bây giờ nếu mà an ninh quận Hà Đông đang xem cái live stream này thì chắc là đang cấu nhau nhỉ? Đang bảo là thế tại sao mà lại cắn xé nhau. Lại tại sao mà lại bọn nó lại đi được mà mình không biết gì. Đấy. Bởi vì là đến bản thân chúng tôi mà tận sát giờ gặp mới biết địa điểm và thời gian nhá, thì làm sao tuổi gì mà an ninh biết được. Tôi là người trong cuộc mà đến tận sát lút rồi tôi mới được biết thì
Bởi vì là bây giờ là các quan chức của nước ngoài là họ bảo họ rút kinh nghiệm rồi. Nếu mà cứ báo trước nha, hoặc là có giấy mời ý, thì là y như rằng là bị chặn. Cho nên là bây giờ là họ phải tỉnh táo hơn, họ khôn khéo hơn. Đấy, nhờ, hôm nay là cuối cùng là hẹn bằng cách là không hề có giấy mời gì cả, mà đến tận sát lút bắt đầu mới biết là gặp ở đâu. Và bây giờ là chính thức cái bánh Việt Nam đã bị bóc trần. Bóc trần là phơi cho thế giới xem rồi. Thế giới xem rất nhiều rồi. Cho nên chính vì vậy mà thế giới người ta biết, người ta mới phải tìm mọi cách để người ta tiếp cận với Việt Nam. Người dân, đúng không? Đấy. Vâng, và hôm nay thì tôi được ngồi cùng với cả hai em Huệ Như và Nguyễn Trần Công. Thì hai em này hôm nay là cũng đến với cả 12 trang hồ sơ để tố cáo về cái việc BOT bẩn ở Việt Nam. Đấy. Cho nên là để tố cáo cả là công an Sóc Sơn đấy, công an Việt Nam là đàn áp những cái người ta phản đối cái nạn bốt bẩn một cách ôn hòa. Thì hôm nay là nhìn chung là cái cuộc gặp là thành công tốt đẹp, bước đầu là như vậy. Và lần đầu thì như thế này là chúng tôi thấy là rất là phấn khởi, bởi vì là lần đầu tiên mà chúng tôi kể cả là đi lại cho đến là gặp gỡ là không có một cái gì bất chắc xảy ra cả. Đấy, thì là hôm nay là cuộc gặp thành công. Còn vệ sĩ Nguyễn Tử Bình, vâng, cũng xin chúc mừng chị Tâm và chị Miền hôm nay lần đầu tiên được gặp cô Tây ạ. Vâng, hôm nay chị về là cô Tây có dặn dò cái vấn đề gì nữa không ạ? Chị Miền, cô Tây có dặn dò cô Tây bảo chị là ăn nhiều lên cho lớn thay chả bé quá, đứng cạnh cô Tây chưa cả đến lách cô Tây. Đấy, một cô thợ cấy của Việt Nam và một cô Tây của lương mỹ. Đấy, hôm nay thì rất là mừng là cái suốt cái quãng đường đi là cũng suôn sẻ và đi về là cũng suôn sẻ. Cho nên là bước đầu là buổi đầu gặp Tây là thành công. Thì mong rằng là trong những cái buổi gặp Tây tiếp theo ấy thì tiếp tục là thành công, và mong rằng là cứ mỗi một việc làm như bọn mình làm hôm nay ấy, là nó sẽ như một cái viên gạch. Bình ạ. Mỗi một cái việc như chúng tôi làm hôm nay thì chúng tôi chỉ mong là như một viên gạch để góp phần dựng xây lên cái bức tường thành vững chắc để cho Việt Nam phát triển. Chứ có thông dịch viên ạ. Chứ nếu như là để làm một cái gì đấy nó lớn hơn, nó nhanh hơn, tức là chúng ta nóng ruột quá thì cũng không thể làm được. Bởi vì bây giờ mình chỉ là một người dân thôi. Mình chỉ là một cái giọt nước ở giữa biển khơi thôi, mà bây giờ mình muốn làm một cái việc gì đó lớn hơn cái sức chịu đựng của cái giọt nước đấy thì chắc là không làm được. Thế cho nên là hôm nay là cái bước khởi đầu là cho một cái buổi mà hồ sơ của dân oan Dương Nội đã chuyển được đến Đại sứ quán Mỹ. Vâng, lần đầu tiên là hồ sơ của đoàn bà Dương Thị Khuê ở Dương Nội đã chính thức nằm ở trong tay Đại sứ quán Mỹ rồi ạ. Và trong thời gian tới thì anh Lê Trung Khoa sẽ tiếp tục là giúp đỡ chúng tôi để tìm những tổ chức bảo vệ nhân quyền. Và anh ấy nói rằng là trong thời gian tới thì vẫn sẽ tiếp tục là tìm mọi cách để giúp đỡ cho chúng tôi, là tạo ra những cái cuộc gặp để giúp cho chúng tôi là nói lên được những cái oan ức mà bao nhiêu năm nay chính quyền đã đàn áp và đã đối xử với chúng tôi. Mong rằng là anh chị em bà con là cứ phải chia sẻ những cái live stream này rộng rãi ra để cho các bạn khác, cho bà con khác ở các nơi khác nữa học hỏi. Tất cả các bà con dân oan ở các nơi khác, mà không phải là một mình nông dân oan đâu, bởi vì tôi nghĩ rằng là ở Việt Nam thì cái oan sai nó nhiều lắm, còn rất nhiều, đúng không? Những người bị chịu án oan rồi, thậm chí là giáo viên oan rồi, thì quân nhân oan, công an oan, luật sư oan, rất là nhiều. Thế nên là khi mà tất cả những cái lỗi oan đấy mà cùng nhau mà góp được lại, có một chung một cái tiếng nói để mà truyền tải được những cái oan sai đấy ra quốc tế theo như cái cách mà chúng tôi đã làm, thì
Tôi tin chắc rằng một ngày không xa là chính phủ Việt Nam, nhà nước Việt Nam buộc họ phải thượng tôn pháp luật. Và chỉ có như vậy thì cái quyền và lợi ích hợp pháp của người dân mới được đảm bảo, thì mới là một cái xã hội thực sự là của dân, thực sự có công bằng, dân chủ, văn minh. Chứ không phải là cái thời buổi của bây giờ là bát nháo, làm ăn bát nháo, luật pháp nằm trong tay những kẻ có tiền, có quyền như bây giờ, để thích xử ai bao nhiêu năm thì xử, mà thích bắt ai thì bắt, xong rồi lấy đất thì thích trả người ta bao nhiêu thì trả, rồi quan chức thì là cướp trên tất cả các mặt trận. Nếu mà cái hiện tượng như thế mà vẫn cứ kéo dài mãi thì không thể nào chịu được nổi, bởi vì tất cả những cái sự cướp bóc đấy đều là cướp đi mồ hôi, nước mắt và thậm chí là máu của nhân dân Việt Nam thôi. Chứ tất cả những quan chức là họ không bao giờ họ bị ảnh hưởng cái gì đến quyền lợi cả. Vậy thì chỉ những người dân, những người đang bị áp bức thì hãy lên tiếng bằng cách này hay cách khác. Tất cả chúng ta hãy cùng mạnh dạn để lên tiếng và tìm hiểu những cái kiến thức pháp luật hiện hành để bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của chúng ta. Và mong rằng là trong cái thời gian tới, khi mà chúng tôi tiếp tục được đi gặp các tổ chức khác của quốc tế, thì cũng mong là sẽ là suôn sẻ và may mắn như là cái lần gặp đầu tiên hôm nay. Bình có cái gì chia sẻ với con không? Lần sau thì chúng tôi lại tiếp tục đi gặp cô Tây, chúng tôi lại truyền hình trực tiếp cho quý vị và các bạn. Mong quý vị và các bạn ủng hộ giúp đỡ chúng tôi. Xin kính chào tất cả quý vị chào, và hẹn gặp lại vào ngày gần nhất. Vâng, cũng có thể lần sau gặp anh Tây, phải không? Xin chào vài cô Tây nữa. Vâng, và hôm nay nếu mà bây giờ đang có bà con Ngô Thị Nhậm nào đang xem ở đây thì bà con Ngô Thị Nhậm là cũng yên tâm một phần, là vì hôm nay là tôi tất cả những cái hồ sơ mà chuyển đến được cho Đại sứ quán Mỹ hôm nay là bao gồm cả hồ sơ của dân oan vỉa hè Ngô Thị Nhậm Hà Đông đấy ạ, chứ không phải là một mình hồ sơ của đoàn dân oan Dương Nội chúng tôi. Cho nên là trong cái thời gian tới thì bà con cứ yên tâm là nếu như được đi gặp các cơ quan, các tổ chức quốc tế thì tôi cũng sẽ không bao giờ quên nhắc cái việc mà bà con dân oan ở vỉa hè Ngô Thị Nhậm đang phải dầm mưa dãi nắng, đang phải chịu cái cảnh địa ngục trần gian như thế nào. Vâng, và mong là anh chị em tiếp tục ủng hộ chúng tôi trong cái thời gian tới như là từ trước đến nay đã ủng hộ chúng tôi. Hôm nay là anh Trụ Khoa, anh phải lên nhớ là hôm nay nhá, bọn em không khác gì là thám tử nha, bọn em làm hôm nay bọn em bày binh bố trận nha, bọn nó không hề biết một tí nào nha ấy. Vâng, chỉ sợ bọn nó cắn trộm, đúng rồi ạ. Nhưng mà tất cả mọi việc đều còn có trời phù hộ nữa, trời che chở nữa. Tất cả những việc chúng ta đang làm đây là việc chính nghĩa, sức mạnh nằm nơi lẽ phải. Chỉ có những kẻ đang dùng quyền lực của mình nhưng lại làm băng hoại pháp luật của nhà nước thì những cái kẻ đấy mới đang run sợ trước cái tòa án thiên lý ở trên cao. Còn tất cả những người dân lành Việt Nam, những người đang ngày đêm bị bóc lột, bị hút máu thì sẽ tin tưởng chắc chắn một ngày là chỉ có những cái giá trị nhân văn thì sẽ tồn tại trên thế giới này. Còn tất cả những cái gì là gian dối, là dã man, là những cái thứ nó độc ác, những cái thứ đấy chỉ phải đẩy về cho nước của quỷ thôi, chứ không phải là cái những cái đấy mà cái thế giới của loài người của thế kỷ 21 người ta có thể dung thứ. Cho nên là tất cả những an ninh, những công an của Việt Nam mà đã từng đi đàn áp những người ta dám nói lên sự thật ý, thì phải hiểu rõ một điều rằng là công lý không xử được thì sẽ đã có thiên lý. Cho nên là chúng tôi là rất có một cái lòng tin vào trời và Phật là sẽ phù hộ chúng tôi. Cho nên là chúng tôi vẫn cứ rất là tự tin để làm những cái việc này. Mà mai sau đây thì khi mà cái chế độ mà nó có những cái thay đổi theo cái hướng tích cực, theo cái hướng văn minh, thì tôi tin chắc chắn rằng là những cái người bây giờ đang là công an Việt Nam, đang là an ninh Việt Nam lúc bấy giờ khéo người ta không cả dám nhận là mình đã từng là
là công an đấy chứ, đúng không? Đúng. Thế cho nên chả có gì phải sợ cả, không có cái không có một cái chế độ nào mà nó chuyên quyền được mãi mãi cả nhá. Một cái chế độ tốt còn đang lo là bị chế độ xấu lật đổ. Đúng không? Bây giờ mình sợ, đấy. Mình sợ mình làm sai. Không sợ gì cả, chỉ sợ lẽ phải thôi. Vâng, đúng rồi ạ. Ai gieo gió thì phải gặp bão thôi. Vâng, và qua một tuần vừa qua là tôi đã quá mệt mỏi vì cái việc mà chuẩn bị tài liệu cho cái buổi gặp hôm nay. Cho nên là đến bây giờ thì mới được thở phào nhẹ nhõm, thì tôi cũng xin phép là kết thúc sớm cái livestream này tại đây ngày hôm nay để còn nghỉ ngơi. Và mong rằng là trong những cái thời gian tới thì là sẽ có những cái mà thú vị hơn nhiều để cho bà con được xem. Vâng, xin chào và xin hẹn gặp lại. Cô Tây, chúng tôi sẽ lại tiếp tục